Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ đến với văn bản về hình tượng bà Tú trong bài Thương Vợ của tác giả Chu Văn Sơn. Trước khi vào với phần chuẩn bị đọc thì chúng ta sẽ tìm hiểu một vài từ trong tiêu đề. Thứ nhất thì các em có thể thấy được từ bà Tú. Bà Tú ở đây thì chính là từ dùng để chỉ vợ của Trần Tế Xương, do ông từng thi đỗ tú tài nên người ta thường gọi Trần Tế Xương là Tú Xương, ông Tú, và gọi vợ ông là bà Tú. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chuẩn bị đọc. Tiêu đề Thương Vợ. Quanh năm buôn bán ở mong sông, nuôi đủ năm con với một chồng, lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mặt nước buổi đò đông, một duyên hai nợ âu đành phận, năm nắng mười mưa dám quản công, cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Ở đây thì các em, người ta sẽ có một câu hỏi cho các em là chia sẻ một vài suy nghĩ, cảm nhận của em về bài thơ Thương Vợ của tác giả Trần Tế Xương. Ở đây thì cô sẽ gợi ý cho em cách trả lời câu hỏi như sau. Suy nghĩ, em có thể trả lời là người vợ trong tác phẩm là một người phụ nữ vả, tần tảo, thương chồng, thương con và số phận. Hiện lên bà Tú trong tác phẩm hiện lên cho thấy số phận của người phụ nữ đáng thương vất vả. Câu tiếp theo. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với phần trải nghiệm cùng văn bản. Nói đến người vợ là nói đến không gian gia đình, nói đến quan hệ với người chồng. Hình tượng bà Tú thuộc về kiểu gia đình nhà Nho, theo ảnh hưởng của Nho giáo, không coi trọng sản nghiệp, chỉ chú trọng danh vị. Những gia đình như thế, người chồng thì miệt mài đèn sách, còn người vợ thì nuôi sống gia đình với hy vọng một ngày kia chồng đỗ đạt làm quan và họ được nhờ đổi thay phận vị. Nhưng nền tảng của gia đình ấy đã đến hồi lung lay khi bước vào thời buổi Tây Tào nhộn nhạo, không còn đâu cảnh thơ mộng, bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ nữa, không còn được ở yên trong một mái nhà, dầu vất vả mà êm đềm thanh thản, bà Tú đã bị cái thời buổi ấy ném ra ngoài cuộc đời phiền tạp. Khi mà đô thị hóa đã làm ra cái cảnh phố nghề làng ở đất vị xuyên này, thì bà Tú cũng bị gạt theo cuộc sống bươn chải nhất thời để đợi chồng thành đạt. Mà đó là cuộc bươn chải không có kết thúc, bươn chải đã thành số phận của bà. Chỉ với hai câu đề, hình ảnh bà Tú đã hiện lên như chân dung một cuộc đời, một duyên phận. Quanh năm buôn bán ở mong sông, nuôi đủ năm con với một chồng. Chẳng biết tài hoa tạo nên ngưỡng nghĩa hay là tình thương đã tự tìm ra tiếng nói riêng của nó, mà chữ nào ở đây cũng sắc nét, cũng đượm tình. Bà Tú đang nổi lên hay chỉ đi trong cái nhộn nhạo chợ đời, bà hiện ra trong vòng công việc hay công việc đã cột chặt lấy bà trong cái vòng triển miên và mòn mỏi của nó. Hai chữ quanh năm không chỉ là độ dài thời lượng mà gợi ra cái vòng vô kỳ hạn của thời gian. Hai chữ mong sông vẽ ra một không gian ngỡ như tương phản, nào ngờ lại tương hợp với thời gian. Tương phản vì nó là một thẻo đất hẹp nhô hẳn ra lòng sông, lại tương hợp vì nó gợi ra cái thế tồn tại thật trong tranh của bà Tú. Cả thời gian lẫn không gian đều như hùa vào nhau, làm nặng thêm cái gánh nhọc nhằn để trên vai người vợ ấy. Câu thứ hai vừa phơi bày cái gánh nặng kia, vừa giải thích cái lý do khiến người vợ hiền thảo hàng ngày xuất ra trườn mặc ra với đời. Và đó là một cái gánh éo le, nuôi đủ năm con với một chồng. Xuân Diệu đã thật tinh tế khi phát hiện ra những đắng đót trong cái cách đếm chồng. Con thì có thể đếm, còn chồng chỉ có một, sao lại đếm? Khi chữ một trước chữ chồng, ông Tú đã hạ bậc mình xuống hàng con, nghĩa là cay đắng, nhận ra mình cũng chỉ là một thứ con trong cái gánh nặng của vợ, và cũng là một nỗi cay cực không kém chất chứa trong hai từ nuôi đủ. Người chồng nói chữ đủ mà đắng lòng xót dạ, không chỉ về số năm với một,
đủ với thành phần cả con lẫn chồng, mà còn đủ cả mọi nhẽ, mọi bề, nhu cầu đòi hỏi, đủ mùi đủ vẻ, khi hơn thua, lúc thành bại, cái gánh nhọc nhằn để trên vai bà Tú là thế, đầu này là 5 đứa con, đầu kia là một ông chồng, chữ chồng dằn xuống cuối câu bằng tất cả nỗi hổ thẹn của người chồng, xem chừng đã làm đầu gánh như chúi hắn chúi hẳn xuống vậy. Mới chỉ 2 câu đề thôi mà thi đề thương vợ ngỡ là đủ đầy, hình ảnh tuy mới phác mà nét đã sắc, tuy tình mới bộc bạch mà đã ngập tràn, nó thật xứng đáng là câu hay nhất của bài thơ. Nhưng không thể dừng lại ở đấy, lòng thương vợ khôn nguôi khiến Tú Xương cứ triền miên trong những cảnh éo le của vợ, mà kể khổ kể công cho bà Tú không chỉ nhọc nhằn lặn lội thân cỏ khi quãng vắng, mà còn nhục nhằn eo xèo mặt nước buổi đó đông, chìm đắm trong những nỗi đọa đày mà ngày ngày cuộc sống bươn chải buộc vợ mình phải gánh chịu. Ông Tú đang tự ngấm tự thấm cái giá cực nhục mà bà Tú trả mỗi ngày và cả một đời. Vắng có nỗi dục của vắng, đông có nỗi nhục của đông. Hẳn cái chốn mong sông kia đã gợi cho người chồng nhớ đến cái khốn khổ của kiếp đàn bà trong câu ca xưa, cái cò lặn lội bờ sông. Và người vợ mình đây đâu có khác thân cò, có chăng là cái cò xưa thì gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non, còn người vợ tấm bẩn này thì hoàn toàn nhẫn nại, không một chút kêu ca. Đâu đó trong câu thơ cũng có vẳng lên âm điệu nỉ non, nhưng lại là tiếng lòng trầm uất của chính người chồng thương vợ. Nếu 4 chữ lặn lội thân cò gồm được cả trong đó cả cái thân hèn sức mọn, cả nỗi lẻ loi đơn độc và giọng điệu cui cút toan lo nghèo khó, thì chữ quãng vắng lại hiện ra một không gian trống trải, rượu vợ xa ngái, đầy bất trắc canh vắng dặm trường. 2 chữ eo xèo thôi cũng đủ cho ta thấy, đủ cho ta hình dung trong bươn chải với đời, bà Tú đã phải chịu biết bao tiếng chì, lời dao vọng chát. Trường mặt ra đối với đời thì thế, bể ra thất đối xử với người thân thì sao? 2 câu thực tế là bà Tú trong không gian xã hội, giữa cảnh chợ đời, là con người công việc, đảm đang tháo vát, thương khó tảo tần. 2 câu luận lại chính là bà Tú trong quan hệ gia đình, với nếp ăn ở, là con người tình nghĩa, sâu đậm thủy chung, thảo hiền, nhu thuận. Không chỉ chấp nhận một duyên phận ngắn ngẩm trời trêu, một duyên hai nợ âu đành phận, mà còn chẳng hề hại những dãi dầu khổ ải, 5 nắng 10 mưa dám quản công. 3 chữ âu đành phận không giống cái tắc lưỡi hời hợt của kẻ kệ đời đến đâu thì đến, cũng không giống tiếng thở dài cay đắng của kẻ hận đời trước thiên duyên ngang trái, mà có lẽ đó là thái độ chín chắn trước duyên phận và cả độ lượng trước gia đình nữa. Cũng như thế, 3 chữ dám quản công mới phải đạo làm sao, không trách phận, trách thân, than thân, không phiền lòng, phẫn chí, lặng lẽ an phận, dám sức lo toan. Khi câu luận thứ 2 hoàn chỉnh, thì bức chân dung bà Tú dường như cũng hoàn tất, hình tượng bà Tú cũng trở thành hình tượng người vợ. Những cái cò lặn lội trong ca dao xưa đã mang lại bao phẩm chất truyền thống về đây, hóa thân vào thân cò lặn lội này để chung đúc kết tinh thành hình tượng người vợ lam lũ mà thuộc quyền bình dị mà cao quý. Nhìn sâu vào có thể thấy rằng vẻ đẹp cốt lõi của hình tượng người vợ chính là con người bổn phận, dường như đó cũng là một phần sâu sắc nhất của con người Việt Nam truyền thống. Con người bổn phận lấy việc sống trọn bổn phận làm đạo sống của mình, với họ sống có nghĩa là xả thân cho người khác. Bởi thế, con người bổn phận là con người xả thứ vị tha, danh phận có bị đổi thay bởi cái chợ đời nhốn nháo, nhưng bổn phận vẫn thế, thậm chí còn nặng nề hơn nữa. Suốt đời hy sinh cho chồng con, người vợ ấy là người vợ cao cả, người vợ ấy là bà Tú. In trong tác phẩm văn học trong nhà trường, những vấn đề trao đổi.
Tiếp theo là mình sẽ đến với phần câu hỏi. Câu thứ nhất là trong phần theo dõi. Xác định một số từ ngữ, câu văn cho thấy cảm nhận, đánh giá chủ quan của người viết trong đoạn văn này. Với câu hỏi này thì các em có thể trả lời như sau. Về phần từ ngữ thì chúng ta có thể thấy được là có không có từ có không còn đâu này. Ở trong câu văn thì các em có thể trích dẫn những câu như là không còn đâu cảnh thơ mộng, bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ nữa, không còn được ở yên trong một mái nhà, dầu vất vả mẹ êm đềm thanh thản, bà Tú đã bị cái thời buổi ấy ném ra ngoài cuộc đời phiền tạp. Hoặc là các em có thể lấy câu văn là mà đó là cuộc đời bươn trải không có kết thúc, bươn trải đã thành số phận của bà. Với câu số 2 là phần suy luận. Suy luận câu 2 người ta đánh dấu đỏ ở đây. Em có thể nhìn thấy. Với câu hỏi là tác giả so sánh câu thơ lặn lội thân cò khi quãng vắng với câu ca dao cái cò lặn lội bờ sông nhằm mục đích gì, thì với câu này thì các em có thể trả lời là tác giả so sánh câu thơ lặn lội thân cò khi quãng vắng với câu ca dao cái cò lặn lội bờ sông nhằm mục đích nhấn mạnh nỗi vất vả cực nhọc mà bà Tú phải trải qua mỗi ngày và cả một đời. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần suy ngẫm và phản hồi. Câu 1, xác định cách trình bày vấn đề khách quan và cách trình bày chủ quan trong câu đoạn đầu tiên. Thì đoạn đầu tiên như các em có thể nhìn thấy là người ta sẽ đã đánh số 1 này. Với câu hỏi này thì cô có thể gợi ý các em trả lời như sau. Về vấn đề cách trình bày vấn đề khách quan thì tác giả bài viết đưa ra những thông tin về nền tảng của gia đình bà Tú và hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ. Đó đều là những cái thông tin khách quan tạo cơ sở cho lập luận sau đó. Tiếp theo với cái cách trình bày vấn đề chủ quan thì từ những cái thông tin về nền tảng gia đình và hoàn cảnh lịch sử, tác giả đã đưa ra những nhận xét đánh giá chủ quan của mình và thể hiện sự đồng cảm xót thương về hoàn cảnh của bà Tú. Vì nền tảng gia đình cùng hoàn cảnh xã hội ấy mà bà Tú phải buộc phải bươn trải mưu sinh, không được hưởng cuộc sống an nhàn thảnh thơi. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Đó là vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lý lẽ và bằng chứng trong văn bản. Thì với câu này thì cô sẽ vẽ sơ đồ như đề bài. Đầu tiên, như các em có thể nhìn thấy đây, cái luận đề to thì sẽ là hình tượng bà Tú trong bài thơ Thương Vợ. Và cô sẽ chia ra làm 3 luận điểm. Thứ nhất là luận điểm 1 là hoàn cảnh gia đình. Lý lẽ cho cái luận điểm này thì sẽ là nền tảng gia đình và thời buổi Tây Tàu buộc bà Tú phải bươn chải. Đó là với cái dẫn chứng là quanh năm buôn bán ở Mong Sông, nuôi đủ 5 con với một chồng. Tiếp theo, với cái luận điểm số 2 sẽ là bà Tú trong mối quan hệ với xã hội. Thì cái lý lẽ là trải qua bao nỗi vất vả cực nhọc khiến cho người phụ nữ phải trở nên là đảm đang, tháo vát hơn. Cái dẫn chứng sẽ là lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mặt nước buổi đó đông. Với cái luận điểm số 3 sẽ là bà Tú trong mối quan hệ với gia đình. Thì cái lý lẽ sẽ là nếp ăn ở sâu đậm, thủy chung thảo hiền. Với lý lẽ 3 thì cô sẽ có hai cái dẫn chứng, đó là dẫn chứng thứ nhất là chấp nhận duyên phận, một duyên hai phận, hai nợ âu đành phận. Và cái dẫn chứng thứ hai thì sẽ là không nề hà dãi dầu, năm nắng 10 mưa dám quản công. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi thứ ba.
Em ấn tượng với lý lẽ bằng chứng nào nhất? Lý lẽ và bằng chứng ấy đã làm sáng tỏ luận đề như thế nào? Thì với câu này, các em có thể, cô gợi ý các em trả lời như sau. Em ấn tượng với lý lẽ bằng chứng một, nền tảng gia đình và thời buổi Tây Tàu buộc bà Tú phải bươn chải, quanh năm buôn bán ở Mong Sông, nuôi đủ 5 con với một chồng, nhất là bởi vì nó cung cấp thêm cho em những thông tin về hoàn cảnh lịch sử, yếu tố khách quan đẩy bà Tú vào hoàn cảnh vất vả và khó khăn. Tiếp theo đến với câu 4. Tác giả bài viết cho rằng hai câu để bài thơ Thương Vợ là cặp câu hay nhất bài thơ. Em có đồng tình với ý kiến này không và vì sao? Với câu 4 này thì cô gợi ý các em trả lời là em rất đồng tình với quan điểm của tác giả bài viết, vì thông qua hai câu thơ này chúng ta không chỉ thấy được hoàn cảnh gia đình, số phận trớ trêu, vất vả, tủi cực của bà Tú, mà chúng ta còn cảm nhận được cái sự cay đắng của ông Tú trong cùng với nỗi niềm xót thương mà ông dành cho người vợ thân yêu của mình. Tiếp theo đến với câu số 5. Theo em, suốt đời hy sinh cho chồng con có phải là bổn phận của người phụ nữ không? Hãy tìm những ví dụ trong thực tế cuộc sống để làm sáng tỏ ý kiến của mình. Câu số 5 này thì các em có thể trả lời như sau. Theo em, suốt đời hy sinh cho chồng con, cho chồng, cho con không phải là bổn phận của người phụ nữ. Những người phụ nữ hiện đại đều có mục tiêu, lý tưởng cho bản thân mình mà không phụ thuộc vào chồng, vào con. Hy sinh luôn là đức tính tốt đẹp và là bản năng của người phụ nữ. Nhưng nếu chỉ tập trung mọi sức lực vào việc phục vụ chồng, coi chồng là tất cả hạnh phúc, phụ thuộc vào chồng cả tinh thần lẫn vật chất thì sẽ đánh mất đi giá trị lý tưởng của sống người phụ nữ. Và cô lấy một cái ví dụ về hình tượng mẫu người phụ nữ hiện đại, đó chính là cô gái Mường đột phá đưa đặc sản quê hương vươn xa, từ món thịt chua, thức ăn dân dã của người Mường, chị Thu Hoa tự mày mò học hỏi gây dựng thương hiệu Trường Food nổi tiếng, lan tỏa đặc sản quê hương Phú Thọ với người dân mọi miền, trở thành người phụ nữ có sự nghiệp tài chính khi còn rất trẻ. Bài học của chúng ta hôm đến hôm nay là kết thúc. Cảm ơn các em đã lắng nghe.